Tập 5. Thủy Đình, anh đang ở đâu? Anh nói em biết đi, em phải làm sao đây? Phải rồi Thủy Đình, anh nói đúng lắm. Chúng ta bỏ trốn, chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay, chúng ta cùng sống những ngày tháng chồng cày cấy vợ dệt dải, rời khỏi cái gia đình luôn luôn tranh giành này. Phải, đi. Chỉ có đi mới là con đường sống, mới có hy vọng. Cao lên chút, cao lên chút, phải phải. Cảm ơn ông. Đây, trong phòng, trong phòng. Làm giúp đi mà. Thiếu Trương hả? Cảm ơn. Mau giúp trải lại cái mền đó đi. Cảm ơn nha. Thiếu Trương à, bà cắt chữ đẹp quá đi. Chú Lý, Thủy Đình đâu? Tân Lan đi đâu rồi? Thủy Đình, chú Lý, chúc mừng, chúc mừng. Sớm sinh quý tử có cháu bồng. Anh bạn, anh ăn trứng gà hỉ đi. Được, được, được. Để ở đây, để ở đây. Đừng nóng, đừng nóng. Ông xem thử đi. Thủy Đình, em cứ ở đây hả? Anh Chí Cương, Thủy Đình, chúng ta và Tố Trinh từ nhỏ đến lớn tình như anh em. Em cũng biết Tố Trinh luôn yêu em. Hai người có thể thành thân, lòng anh thấy mừng cho hai em. Anh Chí Cương, hôn lễ này em thật sự không muốn. Thủy Đình, em nói gì vậy? Hôm nay là hôn lễ của hai em, em lại nói mấy lời này? Chẳng lẽ em không chọn Tố Trinh? Tố Trinh có gì không tốt? Vừa hiền lành, vừa giỏi giang. Đó là một cô gái hiếm có. Không phải em nói Tố Trinh không tốt. Em, anh biết rồi. Em vẫn chưa quên được Mã Thúy Phần. Em và cổ còn có thể sao? Em đừng có si tình nữa. Mã Thúy Phần đã lấy chồng ở Đường phủ rồi. Sống là người của Đường gia, chết sẽ là ma của Đường gia. Em bỏ cái suy nghĩ đó đi. Kiều Hoa sắp về tới rồi. Em không được có ý nghĩ gì khác nữa. Em không thể làm tổn thương Tố Trinh. Nếu không, người bạn này của em không có bằng lòng đâu. Người đàn bà họ Mã đó bệnh gì? Đại thiếu phu nhân, từ khi nào cô quan tâm đến cô ta vậy? Không có chuyện gì lớn, là do lao lực quá độ. Nói bậy. Lao lực quá độ gì hả? Cứ ngất xỉu hết lần này đến lần khác, còn bị buồn nôn ói mửa. Tôi thấy chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Diêu tiên sinh, đại thiếu phu nhân, cô nói vậy là có ý gì? Là có ý gì? Diêu tiên sinh, ông có chuyện muốn giấu tôi? Đâu có đâu. Không có. Tôi thấy chuyện này không đơn giản vậy đâu. Tám phần là người đàn bà đó mang thai rồi. Đại thiếu phu nhân, chuyện này không được nói tùy tiện. Cô ta và thiếu gia vẫn chưa động phòng mà. Chứng cứ rành rành ra đó, đủ để cô ta bị dìm lòng heo rồi. Diêu tiên sinh, đây là cơ hội tốt để loại bỏ được trở ngại đó. Ông bị sao vậy? Đại thiếu phu nhân, chuyện không có gì, chúng ta không được theo dệt bậy bạ. Sao lại không có chuyện gì? Ngay cả người hầu của ta còn nhìn ra, ta không tin là ông bắt mạch không ra. Đại thiếu phu nhân, sao cô lại nói vậy? Thật sự không có mà. Diêu Bá Quân, ông không có bị người đàn bà đó mê hoặc chứ? Ông muốn che giấu cho cô ta. Đại thiếu phu nhân, tôi có 10 lá gan cũng không dám. Hơn nữa, chuyện này lớn như vậy, chỉ giấu được hôm nay, có giấu được tới ngày mai không? Không có đâu. Ta vẫn không tin. Được, ông đã nói không có, vậy thì ông đợi đó, tôi sẽ lấy chứng cứ cho ông xem. Chuyện này,
A Căng, anh nhất định phải giúp tôi. Nhị thiếu phu nhân, đã xảy ra chuyện gì? Tối nay tôi phải ra đi. Tôi muốn rời khỏi đường phủ, ra đi. Ra đi là ý gì? Tôi muốn bỏ đi thật xa, tôi sẽ không quay trở lại nữa. Tại sao vậy? Anh đừng hỏi tại sao. Anh giúp tôi được không? Được, tôi có thể không hỏi. Nhưng chuyện này quá nguy hiểm. Nếu tôi không đi còn nguy hiểm hơn nữa, tôi nhất định phải đi. Nhị thiếu phu nhân, cô nghe tôi nói, thế lực của Đường gia vô cùng lớn mạnh, dù cô có chạy đến chân trời góc bể cũng khó mà thoát khỏi lòng bàn tay của họ. Vậy đi, để tôi nghĩ cách giúp cô thoát khỏi khó khăn trước mắt có được không? Anh giúp tôi không được đâu A Căng. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, tôi không còn cách nào khác. 36 kế chạy là thượng sách. Anh mau nghĩ cách giúp tôi đi. Xem ra cô nhất quyết muốn đi rồi. Vậy cô muốn đi đâu? Tôi không biết. Một mình cô? Không. Tôi hiểu rồi. Nếu cô thật sự muốn đi, tôi cũng không cản cô. Đi, nhị thiếu phu nhân, tôi dẫn cô đi. Đi. Nhị thiếu phu nhân, từ chỗ này đi ra là được rồi đó. Được, vậy tôi đi đây. Cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng giấu chuyện này giùm cô. Cảm ơn anh A Căng. Nhị thiếu phu nhân, lần này chia tay, không biết khi nào mới có thể gặp được nhau. Cô phải bảo trọng. Anh cũng phải bảo trọng. Đi đi, đi đi, đi mau lên. Đừng để người của Đường gia tìm được cô. Được, đi mau đi mau. Mời Tân Lan. Mời Tân Lan. Kêu đi. Mời Tân Lan. Sao Tân Lan vẫn chưa ra vậy? Trần cô nương, ngày đại hỷ không được khóc đâu. Tân Lan sẽ ra ngay thôi mà. Chúng ta đợi thêm một chút. Đợi thêm một chút, đừng khóc nữa. Tân Lan đến rồi. Tới rồi, tới rồi. Tới rồi, tới rồi. Tân Lan tới rồi. Tới rồi, tới rồi. Được. Nhất bái thiên địa. Tốt quá. Nhị bái cao đường. Tốt quá. Phu thê giao bái. Tốt quá. Đưa vào động phòng. Đi đi, đi đi. Chúc mừng, chúc mừng. Thúy Phần, Thủy Đinh. Cái thằng này thật chẳng ra làm sao. Chí Cương, đi với chú lôi nó về đây. Mọi người đợi chút nha. Đợi chút. Chú ơi, chuyện này là sao vậy? Thúy Phần, em đợi chút đã. Thúy Phần, em biết chuyện này anh không muốn mà. Nhưng anh đã thành thân rồi. Chuyện này là do chú anh sắp đặt. Anh bị ép mà. Đừng nói gì nữa hết. Anh quay về đi. Thúy Phần, chúng ta bỏ trốn đi. Đi ngay bây giờ. Anh đã bái trời đất rồi. Anh phải có trách nhiệm với Tố Trinh. Cổ vô tội, cổ yêu anh như vậy. Anh không thể làm tổn thương cổ. Anh không nghĩ nhiều vậy đâu. Em cũng biết lòng anh chỉ có mình em mà. Thủy Đinh, cháu ở đây rồi. Chú. Chú hả? Cháu còn biết kêu tiếng chú sao? Trong mắt cháu có còn người chú này không? Chú nuôi cháu từ nhỏ đến lớn, lo từng cái ăn cái mặc. Cháu trả ơn chú vậy sao? Chú à, đây là hai chuyện khác nhau. Chú cũng biết lòng cháu chỉ có Thúy Phần. Câm miệng. Giờ là lúc nào rồi mà cháu còn nói với chú những lời như vậy? Cháu nhớ cho rõ, vợ của cháu là Trần Tố Trinh, có biết không? Chí Cương,
Lôi nó về nhà cho chú. Cháu, đi thôi. Đi về, đi thôi. Thúy Phần, bây giờ là lúc nào rồi? Thúy Phần, mình có thể đi đâu đây? Mình có thể làm sao đây? Thủy Đình, số phận đã định, chúng ta có duyên nhưng không phận. Kiếp này chúng ta không thể sống cùng nhau. Thôi đành đợi kiếp sau. Nếu thật sự có kiếp sau, em nhất định sẽ lấy anh. Thủy Đình, tạm biệt anh. Anh phải tốt với Tố Trinh. Em ở âm phủ chúc phúc cho hai người. Con của mẹ, mẹ xin lỗi con. Nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân, Thủy Đình, không còn sớm nữa, đi ngủ thôi. Thủy Đình, hôm nay chúng ta thành thân rồi. Từ nay về sau em là vợ của anh, và anh là chồng của em. Tố Trinh, đừng vậy mà. Lý Thủy Đình, anh có phải là đàn ông không vậy? Vì anh là đàn ông nên anh mới không thể làm vậy. Tại sao? Tại sao vậy? Em là một người đàn bà, sao anh lại không cần em? Chẳng lẽ em không đẹp sao? Tại sao anh không cần em? Thủy Đình, Tố Trinh, em nghe anh nói đi. Lòng anh chỉ có Thúy Phần. Anh không thể yêu em, anh cũng không chạm đến em. Sau này em vẫn còn trong trắng để lấy người khác sẽ tốt hơn. Không, không. Thủy Đình, chúng ta đã thành thân rồi, anh còn nói mấy lời vô vị này. Anh không yêu em, vậy tại sao, tại sao anh lại cưới em? Em cũng biết mà, chuyện hôn sự này anh vốn không muốn. Em không nghe, em không biết, em không biết gì hết. Em chỉ biết anh là một thằng khốn. Anh là một thằng khốn. Tố Trinh, xin lỗi em, nhưng anh cũng hy vọng em có thể hiểu được nỗi khổ của anh.
Thủy Đình. Thủy Đình. Nhị thiếu phu nhân, cô làm gì vậy? Sao cô khờ vậy? Nhị thiếu phu nhân, tại sao anh cứu tôi? Tại sao anh cứu tôi? Anh để tôi chết đi. Nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân, cô nghe tôi nói, con dung con dế nó còn ham sống, huống chi là con người. Cô nói tôi biết đi, đã xảy ra chuyện gì? Tôi tin ông trời không có tuyệt tình đâu, chúng ta sẽ có cách mà. Cô tin tôi đi, nhị thiếu phu nhân. Không có đâu, không còn cách nào khác. Tôi còn có thể đi đâu được? Tôi còn có thể đi đâu được? Nhị thiếu phu nhân, cô tin tôi đi. Chúng ta nghĩ ra cách gì đó, sẽ có cách mà. Cô tin tôi đi. Đi. Anh Phú Hưng, trước cổng có một tên ngốc mặc quần áo của tân lang, ngồi xổm dưới chân tường trước mặt cả đêm qua. Anh nói anh ta có ngốc không? Đêm tân hôn không làm được gì nên bị tân nương đuổi ra ngoài. Nhị thiếu phu nhân. Nhị thiếu phu nhân sao sớm vậy? Có phải cô muốn ra ngoài không? Phải đó. Thiếu gia nói muốn ăn bánh qua quế chiên đường của Chu Ký, tôi đi mua cho ảnh. Nhị thiếu phu nhân, chuyện này cứ kêu người hầu đi mua là được rồi. Tôi kêu người hầu giúp cô. Không cần đâu Phú Hưng, dẫu sao tôi ở trong phòng cũng buồn chết đi được. Để tôi đi mua, tôi về ngay mà. Thủy Đình. Thủy Đình. Thúy Phần, đừng nói nữa, đi theo em. Nè, Phú Hưng, nhị thiếu phu nhân nói gì với anh vậy? Nói gì thì liên quan gì tới anh? Cô có nói với anh là cô muốn đi đâu không? Mới sáng sớm đã ra ngoài, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Phú Quý đi đâu vậy? Người ta là chủ, mình là người làm. Chủ muốn đi đâu không cần phải báo cáo với người làm như anh đâu. Còn nữa, Phú Quý, đừng có cậy được chút lòng yêu mến của đại thiếu phu nhân mà không biết trời cao đất rộng. Hãy nhớ thân phận của mình. Thúy Phần. Thúy Phần. Em hãy tha thứ cho anh. Tha thứ cho anh. Sao anh khờ vậy? Đêm động phòng qua chút,
Anh lại ngồi trước cổng đường gia cả đêm. Anh nhất định phải đến. Anh phải gặp được em. Thúy Phần, anh muốn nói cho em biết, cả đời này ngoài em ra, anh sẽ không yêu ai khác. Anh sẽ không chạm vào bất kỳ ai khác. Nhưng mà Thụy Đình, anh không thể đối xử với Tố Trinh như vậy. Anh làm cho cổ phải chịu đựng một mình trong phòng suốt cả đêm. Anh có nghĩ đến cảm nhận của cổ không? Anh không cần biết nhiều vậy đâu. Giờ anh chỉ toàn nghĩ đến em thôi. Tối qua đầu óc anh toàn nghĩ đến em. Thúy Phần, anh muốn sống cùng em. Tối qua em bỏ trốn ra ngoài là muốn tìm anh. Em muốn sống cùng anh. Nhưng khi nhìn thấy anh và Tố Trinh, em biết là chúng ta không thể nào. Tại sao vậy? Anh vốn là không muốn thành thân mà. Chuyện này đều do một tay chú anh sắp đặt. Em cũng biết anh mất cha mẹ từ nhỏ, một tay chú nuôi anh lớn. Anh không cách nào làm trái ý chú anh được. Anh vốn không yêu Tố Trinh. Lúc trước anh chưa từng yêu cổ, bây giờ cũng không, sau này lại càng không thể. Thúy Phần, em phải tin anh. Em biết mà. Số phận trêu chọc con người. Chúng ta được sắp đặt không thể ở cùng nhau. Chúng ta đã có lỗi với Tố Trinh. Thúy Phần, nhưng em có từng nghĩ, nếu làm như vậy mới chính là hại Tố Trinh, làm hại cả đời cổ không? Thụy Đình, em muốn nói anh biết. Nói anh biết chuyện gì? Em có thai rồi. Em nói thật không? Chúng ta có con rồi. Vậy người của đường phủ có biết không? Chưa biết. Vậy tốt quá. Chúng ta càng phải đi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nếu như để họ phát hiện, Vậy thì không còn kịp nữa. Mình đi đi. Thụy Đình, em Thúy Phần, đừng nói gì nữa hết. Chúng ta đi. Thụy Đình, không, đợi chút. Nhị thiếu phu nhân, đi mau lên. A Căng, đừng nói gì nữa hết. Có người đang bám theo cô. Đi mau lên, đi. Thụy Đình, Thúy Phần. A Căng, cảm ơn anh vì đã cứu tôi thêm một lần nữa. Nhị thiếu phu nhân, cô làm vậy nguy hiểm lắm. Cô làm thế nào cũng chạy không thoát đâu. Giờ đường gia đã có người theo sát nhất cử nhất động của cô. Có sơ suất gì đều gây bất lợi cho cô, cho anh ta, thậm chí là người nhà cũng gặp họa nữa. Đại thiếu phu nhân muốn đuổi cô đi, nhưng đuổi không được. Giờ cô đi như vậy là trúng kế của cô ta. Cô nghĩ xem, cô ta có tha cho cô không? Nhưng giờ tôi không còn cách nào khác. Tôi hết đường để đi rồi. Tôi có thể làm gì đây? Nhị thiếu phu nhân, tôi có cách này. Thiếu gia, cậu ăn đi. Cô ăn đi. Cậu ăn đi. Sức khỏe của Thiếu Khanh đúng thật là ngày càng ổn định rồi. Phu nhân thật sáng suốt. Lúc đầu đã chọn được nhị thiếu phu nhân, không phải vì cổ có tướng giúp chồng giàu sang sao? Đúng đó. Đường gia chúng ta cứ được nói về cũng là phước của đường gia. Ai nói là không phải chứ? Phu nhân, lần này chắc phu nhân chuẩn bị có cháo bồng rồi. Phải đó. Phải đó. Người nhắc rất đúng. Phải chọn một ngày nào đó cho chúng nó động phòng đi. Phu nhân, tôi đã tra hoàng lịch rồi. Hôm nay là ngày cát giờ cát hiếm có đó. Hôm nay. Dạ.
Trong hai tháng này, chỉ có hôm nay là ngày tốt nhất. Tôi có xem bói. Hôm nay động phòng, nhất định là sinh con trai. Thật hả? A Căng không dám gạt phu nhân. Vậy thì hôm nay, ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Đường gia có cháu, sau này đường gia có người nối dõi rồi. Ngưng Hương Lộ tổ tiên truyền lại có thể phát huy mạnh mẽ, lưu danh cho những đời sau. Nhị thiếp phu nhân đến rồi. Mẹ, Thúy Phần, mau tới đây. Tới xem mấy đồ trang sức này đi. Có thích không? Nhị thiếp phu nhân, những đồ trang sức này phu nhân kêu đại thiếp phu nhân đến tiệm vàng Thẩm Gia làm cho cô đó. Những kiểu dáng được yêu thích nhất hiện nay. Cảm ơn mẹ, là mẹ phải bận tâm. Thích thì mau đem vào đi. Đây là quà mẹ tặng cho con. Hôm nay con và Thiếu Khanh động phòng. Cái gì? Động phong? Phải đó. Mẹ chỉ mong con sinh cho đường gia chúng ta một đứa cháu khỏe mạnh. Mẹ, không được đâu. Con, ý của con là hôm nay không được đâu. Sao hả? Hôm nay con không khỏe sao? Không có. Vậy có gì mà không được? Mẹ đã tra quản lịch rồi. Hôm nay ngày giờ đều tốt hiếm có lắm. Đây. Mẹ, ý của con là sức khỏe của thiếu gia. Sức khỏe của thiếu gia đã tốt hơn trước nhiều lắm rồi. Không sao đâu. Về phương diện này mẹ biết nhiều hơn con mà. Mẹ, nhưng vẫn không được. Con, ý của con là gì? Sao con cứ lấy cớ này cớ nọ vậy? Hay là con không muốn động phòng với thiếu gia? Con, ta nói con biết mà Thúy Phần. Đường gia chúng ta tốn nhiều tiền vậy mang con về đây, chính là vì muốn con sinh con cho đường gia để nối dõi tông đường. Con phải biết suy xét chứ. Chuyện động phòng quyết định vậy đi. Chúng ta đi. Thiếu gia, tìm được Hàm Yên chưa? Vẫn chưa có. Tôi đã đi hỏi thăm khắp nơi rồi, vẫn chưa có tin tức gì của họ. Không biết họ đã đi đâu. Hai mẹ con họ giờ dựa vào gì mà sống? Thiếu gia, cậu đừng lo lắng, để tôi hỏi thăm thêm. Được. Thiếu gia, phu nhân đến rồi. Thiếu Khanh. Mẹ. Thiếu Khanh, mẹ, lần này hương quả đời sau của đường gia tất cả nhờ vào con. Có một câu nói như thế này: bất hiếu hữu tam, vô hậu chi đại. Con là con trai duy nhất của đường gia, phải có trách nhiệm sinh con nối dõi cho đường gia chúng ta. Mẹ, không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Con của con và Hàm Yên là cháu của đường gia. Con sẽ không sinh con với người nào khác đâu. Mẹ, mẹ nghĩ đi. Con sinh con với người con không yêu, nếu không phải là hại người ta thì cũng là hại con. Đồ khốn kiếp. Người đâu? Dạ. Mọi người ở đây coi chừng cho ta. Không được để thiếu gia rời khỏi phòng nửa bước. Dạ. Mẹ. Mẹ, xin thiếu gia dừng bước. Nhị thiếp phu nhân, A Căng. A Căng, anh đến thật đúng lúc. Lần này bất kể thế nào, anh cũng phải giúp tôi. Nhị thiếp phu nhân, A Căng, anh nghe tôi nói đi. Phu nhân muốn tôi và thiếu gia tối nay phải động phòng. Chuyện này tuyệt đối không được. Tôi làm không được. Tôi thật sự làm không được. A Căng, tôi muốn tối nay trốn khỏi đường phủ. Nhị thiếu phu nhân, hãy nghe A Căng khuyên một câu. Với thế lực của đường gia, cô chạy không thoát đâu. A Căng,
Anh có hiểu không vậy? Tôi có chết cũng không thể nào động phòng với thiếu gia được. Tuy tôi đã gả vào Đường phủ rồi, nhưng tôi là người của Thụy Đình. Tôi đời đời kiếp kiếp vẫn là người của Thụy Đình. Tôi không thể có lỗi với Thụy Đình, có lỗi với người tôi thương yêu. Tôi càng không thể có lỗi với lương tâm của tôi. Nhị thiếu phu nhân, A Căn hiểu mà. A Căn hiểu mà. Nhị thiếu phu nhân, cô cứ yên tâm, tôi không làm gì khó cho cô đâu. Tôi đã thu xếp xong hết rồi. Xin cô cứ tin tôi. Anh có cách gì sao? Nhị thiếu phu nhân, bây giờ cô đừng hỏi, cô cứ tin tôi, cứ làm theo lời tôi nói đi. A Căn, Tiêu đại quản gia, sao lại ở đây vậy? Có phải là nhị thiếu phu nhân và thiếu gia sắp động phòng, lòng anh thấy không vui? Cô nói gì vậy? Làm việc đi. A Căn, anh không được có người khác đâu đó, chỉ được có mình em thôi. Mã Thúy Phần có gì tốt hả? Ngay cả anh cũng bị mê muội. Phu nhân, bà tìm tôi. Bá Quân, ngồi xuống, ngồi đi, ngồi đi. Cảm ơn, tôi có chuyện muốn nói với ông. Bá Quân, Diêu gia nhà ông và Đường gia chúng tôi có quan hệ lâu đời. Cha ông và Đường lão gia năm xưa cùng nhau xông pha thiên hạ, là huynh đệ cùng đồng cam cộng khổ. Cha ông lúc lâm chung đã giao ông cho Đường gia, ông trở thành người được tôi tin tưởng nhất. Cảm ơn phu nhân tin tưởng. Bá Quân luôn ghi nhớ trong lòng. Hôm qua người coi giữ sổ sách nói với tôi, mẹ ông ta vừa qua đời, ông ta phải về quê lo liệu hậu sự. Theo phong tục thì phải chịu tang 3 năm. Ông ta đến xin tôi nghỉ việc, tôi thật không đành lòng chút nào. Phải đó, ông coi giữ sổ sách đó là người trung hậu thành thật, không thể làm việc cho Đường gia nữa. Thật là có chút đáng tiếc. Ai cũng thấy vậy mà. Lúc ông ta sắp đi có đề nghị ông với tôi. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, mặc dù ông chưa từng làm sổ sách, nhưng ông là người được tôi tin tưởng nhất. Ông là người trung hậu, học vấn lại cao, chỉ là một thầy thuốc, công việc cũng không nhiều, vậy là uổng cho ông quá. Vậy ý của phu nhân là, tôi muốn là ông kiêm luôn quản lý sổ sách của phòng hương liệu. Ngoài ra, chuyện lớn chuyện nhỏ gì của phòng hương liệu cũng giúp tôi quản lý hết. Bá Quân, ông không được phụ lòng tôi đó. Vậy bá quân tôi, bá quân cung kính chi bằng tuân mệnh. Đây là chìa khóa phòng hương liệu. Cảm ơn phu nhân. Còn đây là sổ sách, ông phải quản lý tốt cho tôi. Cảm ơn phu nhân. Đại thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân, làm cái gì vậy? Mới sáng sớm giống như gặp ma không bằng, la hét ầm ĩ.
Hôm nay nhị thiếu phu nhân và thiếu gia sẽ động phòng. Người nói cái gì? Người nghe ai nói? Cả phủ đều biết, chỉ giấu có mình cô. Con hồ ly tinh này gấp động phòng vậy sao? Xem ra cái bụng nó không giấu được nữa rồi. Không được, ta tuyệt đối không để cô ta toại nguyện. Mẹ, Di tiên sinh cũng ở đây hả? Chị Lan, con đến thật đúng lúc. Hôm nay mẹ giao cho bá quân quản lý sổ sách. Còn con thì phụ trách chuyện nhập hàng. Người ở đường gia có thể tin cậy được không nhiều. Sức khỏe mẹ không tốt, tinh thần lại không như trước đây. Sau này chuyện lớn chuyện nhỏ gì ở phòng hương liệu, hai người cứ bàn bạc với nhau mà làm. Di tiên sinh quản lý sổ sách thật vậy sao? Thật mà. Đúng là tốt quá. Bác quân nhất định không phụ lòng phu nhân, sẽ quản lý tốt chuyện của đường gia và chuyện phòng hương liệu nữa. Chị Lan, tìm mẹ có chuyện gì? Nói đi, có chuyện gì? Mẹ, con nghe Hương Tú nói mấy ngày nay nhị thiếu phu nhân sức khỏe không tốt, không qua lại xỉu nữa. Con nghĩ hay là có bệnh gì? Nếu như có bệnh gì thì phải mau kêu thầy thuốc đến khám bệnh đi, không được kéo dài đâu. Khó khăn lắm mới thấy con lo lắng cho nó. Không phải hôm qua bá quân xem rồi sao? Không có sao đâu. Con thấy sức khỏe của cổ như vậy không giống là không có gì đâu. Mẹ, con nghĩ hay là đi tìm một thầy thuốc tới khám đi mẹ. Đừng có chậm trễ mà. Đại thiếu phu nhân, chuyện này có cần thiết không? Cần, chắc chắn cần. Mẹ, sáng nay con đã kêu Phú Quý đi mời một thầy thuốc giỏi về rồi. Bây giờ đang đợi ngoài cổng, chỉ còn đợi mẹ đồng ý thôi. Cô nói vậy là có ý không tin tôi. Diêu tiên sinh, ông đừng giận. Ngựa cũng có lúc bước trật nhịp, người cũng có lúc sảy tay. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn mời một thầy thuốc khác về để chẩn đoán thêm một lần nữa. Phu nhân, tôi ở đường phủ nhiều năm như vậy, ai nhức đầu nóng sốt đều do tôi bắt mạch cho thuốc. Trước giờ chưa từng chẩn đoán sai. Tại sao hôm nay đại thiếu phu nhân lại vì chuyện này mà làm nghiêm trọng vậy? Diêu tiên sinh, ông cứ cản trở đủ điều. Không lẽ ông bị chột dạ chuyện gì? Thôi được rồi, hai người đừng gây nhau nữa. Phu nhân, tôi nghe lời bà. Nếu bà không tin tưởng Diêu bá quân tôi, thì tôi không còn gì để nói. Bá quân, sao tôi lại không tin tưởng ông? Chị Lan cũng không có ý gì khác. Chẳng qua là nó quan tâm Thúy Phần, cho nên mới làm như vậy. Được rồi, thầy thuốc đã tới rồi, vậy thì mời ông ta khám cho Thúy Phần đi. Mẹ, vậy là mẹ đồng ý để con đi mời ông ta vào. Phu nhân, đây là sổ sách, đây là chìa khóa, tôi trả cho bà. Ông làm gì vậy? Phu nhân đã không tin tưởng Diêu bá quân tôi, bao công sức của tôi ở đường phủ cũng không còn nữa. Xin cho tôi nghỉ việc. Diêu tiên sinh, ông làm vậy là cố ý đối phó với tôi. Bá quân không dám. Được rồi bá quân, đừng có trẻ con nữa. Sao tôi lại không tin tưởng ông? Mẹ, thôi được rồi, Chi Lan. Phải rồi, đợt nhập nguyên liệu lần sau là khi nào vậy? Ông chủ Cừu nói đợt hàng lần này phải 2 ngày nữa mới đến. Ông chủ hàng lần này cần hàng với số lượng lớn, trong thời gian ngắn chúng ta phải làm cẩn thận mới được. Đi thôi bá quân, tôi dẫn ông đi một vòng phòng hương liệu cho ông làm quen. Chị Lan, con cũng đi nha. Mẹ, ông thầy Lan đó. Bỏ đi bỏ đi, cho ông về đi, đừng vì chuyện nhỏ này mà làm rắc rối lên. Đi thôi. Phu nhân, tôi lấy mang về tối nay xem cho kỹ nha. Thúy Phận, con đang tìm gì phải không? Con đâu có, con đâu có tìm gì đâu. Không có thì đi mau lên, đừng làm lỡ thời gian. Mẹ đã tìm người coi rồi. Nếu lúc này mang thai, nhất định là con trai. Đi mau lên.
Phu nhân, A Căng, ngươi đang bưng cái gì vậy? Phu nhân, đây là canh đuôi bò tôi kêu nhà bếp nấu cho thiếu gia ăn, rất tốt cho thiếu gia. Vẫn là A Căng suy nghĩ chu đáo. Mang vào đi. Phu nhân, món canh này phải đích thân bà mang cho thiếu gia uống. Bà phải nhìn thiếu gia uống xong mới không uổng công cho ngày tốt lành này. Điều này còn chứa đựng sự trông mong đứa cháu của bà.求不念，有谁见？